đã chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương sẵn sàng trong công tác là khắc phục cơn bão này. Chúng tôi phấn đấu trong ngày này thì điện thì cơ bản đáp ứng, hệ thống nước thì hiện nay cấp nước sạch thì hiện nay là đáp ứng 100%. Học sinh thì ngày mai là sẽ đi học lại. Ta phải nói rằng trong cố gắng trong ngày mai thì tất cả các hoạt động trở lại bình thường. Ngoài cái sự chủ động của chính quyền thì chúng tôi rất là cảm ơn các lực lượng vũ trang, các tổ chức cá nhân và nhân dân thành phố đồng hành chia sẻ với thành phố, cùng góp tay trong công tác khắc phục bão số 4 lần này.